Hello nhé, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Chúng ta sẽ đến với tập thứ 60 trong series xây dựng đế chế cùng với HLV Joseph Mourinho. Tập thứ 59 chứng kiến mùa giải đầu tiên của chúng ta tại giải Ngoại hạng Anh đã chính thức khép lại. Chúng ta đã chủ hàng thành công và hơi tiếc một chút đó là chúng ta không thể giành vé sự cúp châu Âu, cụ thể là cúp C3, tương đối đáng tiếc. Tuy nhiên thì với cá nhân mình nghĩ thì việc chủ hạng ở lại với một giải đầu tiên khi mà chúng ta lên chơi với EPL cũng là thành công rất lớn rồi. Đầu mùa giải chúng ta hy vọng là chủ hạng mà thôi. Tuy nhiên thì đến giữa mùa giải khi mà chúng ta đang có một lối chơi ổn này, có một cái kết quả rất ngon này, thì chúng ta đã có tham vọng lớn hơn, đó là có suất dự cúp châu Âu với vị trí thứ 7 để có được tấm vé đá C3. Nhưng là tiếc là chúng ta đã hụt hơi, chúng ta đã mất điểm ở những phút cuối tương đối nhiều trận, và chúng ta đã vụt mất đi cơ hội góp mặt tại cúp châu Âu. Thì đó sẽ là tạm thời chúng ta sẽ quên nó đi, mùa giải vừa rồi, và chúng ta hướng tới mùa giải mới ngay ở tập thứ 60 này. Và tất nhiên khi bắt đầu một mùa giải mới sẽ là bắt đầu cho công cuộc mua sắm tân trang và bổ sung tân binh trong đội hình. Thì mình đã liệt kê được tương đối nhiều cái tên. Mùa giải năm ngoái thì đội hình của chúng ta cũng tương đối y hạch. Chúng ta đã chia tay nhiều cầu thủ ở trong tình thế tương đối là oái ham. Chúng ta mất những cầu thủ vì cái hợp đồng phá vỡ ấy, ký phá vỡ hợp đồng. Chúng ta mất đi những cầu thủ chủ cột của mình và đem về những cầu thủ đôi khi mình nghĩ là không đáp ứng được tương xứng. Chúng ta có lẽ là cái tên duy nhất mà mình cảm thấy ấn tượng nhất đó là tiền đạo Lacazette. Chúng ta đem về để thay thế cho Oscar Tuminan. Ngoài ra thì đó là thủ môn Josh Griffith, chúng ta đem về để thay thế cho Sandy Dean. Còn lại một chút nữa thôi, đó là Bela Kochap. Chúng ta đem về Bela Kochap để có thể tăng cường độ dày ở hàng phòng ngự. Thì đó là những tân binh mà mình đánh giá là ngon nhất mà chúng ta đem về. Những tân binh còn lại thì mình nghĩ là ở mức tầm ổn cho tới không ổn một chút nào. Đấy. Thì mình đã liệt kê được tương đối nhiều cái tên ở đây và để bổ sung trong mùa giải mới. Kế hoạch của mình sẽ là bao gồm gì? Chúng ta cũng đã chia tay đi thủ môn Adrian. Ngoài ra nữa đó là trung vệ Sonny Bradley, và sắp tới có thể là nhiều cái tên khác. Ngoài ra thì hai cầu thủ mà chúng ta đem chúng ta mượn ở mùa giải năm ngoái đó là Cole Palmer từ Man City và Nicas Jan từ câu lạc bộ Nürnberg thì phải. Thì những cầu thủ đấy đã quay trở lại với đội bóng chủ quản. Thì đó là tình hình của đội hình của chúng ta. Và tất nhiên là chúng ta phải bổ sung vị trí thủ môn, vị trí trung vệ, vị trí tiền vệ phòng ngự, vị trí tiền vệ trung tâm, vị trí tiền đạo và vị trí tiền đạo cánh sẽ là những vị trí mà mình sẽ bổ sung ở mùa giải năm nay. Và tất nhiên rồi, mục tiêu của chúng ta sẽ là góp mặt tại cúp châu Âu. Và khi bước sang mùa thứ hai này thì mình cũng sẽ giảm bớt một chút thời lượng tập anh em nhé. Mình sẽ cố gắng skip tương đối nhiều trận và chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua những trận đấu tương đối vô bổ, tức là mình sẽ tập trung chủ yếu những trận đấu quan trọng và mình sẽ làm highlight thôi, và mình sẽ hướng tới sự gọn nhất có thể để chúng ta có được tấm vé dự cúp châu Âu ở những tập có thể là sớm nhất anh em nhé. Ok thôi, tạm thời mình sẽ nói hơi nhiều, bây giờ chúng ta vào thẳng chủ đề chính đi. Ok, thì đây mình đã scout ra được không biết bao nhiêu cái tên nhỉ, 1 2 3 4 này, đôi 4 này, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 21, 21 cái tên mình đã dự cao. Trong đó thì 3 vị trí thủ môn. Mình sẽ bắt đầu ở vị trí thủ môn. Hiện tại chúng ta đã có Josh Griffith và đó là sẽ là thủ môn số 1 của chúng ta với phong độ và màn trình diễn tuyệt vời của Griffith. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái tên backup cho thủ môn này. Và vị trí cái yêu cầu mình đề ra, thứ nhất nó là rẻ, thứ hai nữa là có kinh nghiệm, và thứ ba nữa là chịu chấp nhận làm kép phụ cho Griffith, thậm chí đôi khi có thể là bắt chính ở những trận đấu như FA Cup hay là Carabao Cup. Thế đây mình đã sự cao ra 3 cái tên. Đầu tiên nó là thủ môn Danny Klein. Chính xác hơn nó là Danny Klein và Nicolas. Hai cái tên này mình đã sự cao ở mùa đông năm ngoái rồi, khi mà Sandy Dean chia tay chúng ta và chúng ta bắt buộc phải mua một thủ môn, thì mình đã scout được hai cái tên này. Tuy nhiên thì hai cái tên này mình không chọn mà mình chọn Griffith. Thì bây giờ mình sẽ bắt buộc mình sẽ tìm lại hai cái tên này. Ngoài ra thủ môn thứ ba đó là Guillermo Vicario.
anh em có lẽ không lạ gì với thủ môn này, khi mà ngoài đời thì thủ môn người Italia đang bắt cho Tottenham và đang bắt rất hay. Thì đây ở trong ba cái tên này thì người già nhất đó là Vicario 28 tuổi và trẻ nhất đó là Daniel Klein với 24 tuổi. Bây giờ mình hy vọng là mình sẽ thử chốt Vicario đi để xem có được hay không nhá. Đây chính là màu áo mới của chúng ta đấy. Chúng ta sẽ chuyển sang hợp tác với Puma. Và với việc kết thúc ở vị trí thứ 10 tại Ngoại hạng Anh và dừng chân nhớ không nhầm tại bán kết của FA Cup à, thì cái ngân sách của chúng ta hiện tại đã lên 124 triệu euro rồi anh em ạ. Chúng ta có 124 triệu euro và mùa giải năm nay mình sẽ quyết định chi mốc hầu bao con số khoảng 80 triệu euro để mua sắm anh em nhé. 80 triệu euro để mua sắm. 80 triệu euro mình sẽ chấp nhận bỏ ra số tiền tới 80 triệu euro ngân sách để bổ sung tân binh thôi. Vicario bây giờ mình sẽ thử điêu giá đi. 5 triệu euro cho thanh niên này. Như vậy là không thành công rồi anh em ạ. Empoli cho rằng giá đấy nó vẫn còn hơi thấp so với thực lực của Vicario. Vậy chúng ta sẽ tạm thời skip Vicario nhé. Rồi tiếp tục sẽ là thủ môn Nicolas đi. Nicolas thì chỉ số khá là ngon đấy, 27 tuổi. Thanh niên này có cái giá chuyển nhượng có 1,2 triệu euro thôi anh em ạ. Ok, chốt luôn, khá là ngon. 27 tuổi thì làm kép phụ cũng ổn đấy. Rồi 1 triệu 2 luôn, đúng với giá trị luôn. Ok luôn, vào thẳng vấn đề. Rồi bây giờ sẽ là đến thỏa thuận cá nhân này. Thông báo luôn cho anh em đó là Larsen. Thì Larsen mình cũng đã ra hợp đồng thành công cũng như là ẩn cái phí phá vỡ hợp đồng anh em nhé. Nên là chúng ta sẽ không phải lo lắng việc mất trắng của thủ này, có nghĩa là mất nhanh ấy. Mà thay vào đó nếu như đội bóng nào muốn có Larsen, đội bóng ấy sẽ phải thương thảo trực tiếp với chúng ta và điều giá anh em nhé. Đấy, mình cập nhật cho anh em. Rồi cái squad role mà Nicolas muốn có đó là rotation, ok luôn. Xoay tua, đấy, ok, khá là ngon. Và đầu đồng chỉ giá 3 năm, 27 tuổi sẽ là 3 năm luôn nhé. Rồi, tiếp tục đó là phí phá vỡ hợp đồng, mình sẽ ẩn nó đi. Tiếp tục là lương và thưởng, mình sẽ giảm lương một xuống một chút, khoảng 10 triệu tăng bonus lên 107 triệu đi. Ok, vậy là vẫn 12.000 euro, đó là yêu cầu của Maurice Nicolas. Ok luôn. Rồi, chúng ta sẽ có được tân binh đầu tiên, đó là thủ môn Maurice Nicolas từ câu lạc bộ Borussia Mönchengladbach anh em nhé. Rồi, bây giờ sẽ đến vị trí CB. Bây giờ mình sẽ lọc nhé. Đây, CB, Vicario loại đi. Rồi, CB. CB đó, mình đã scout ra 6 cái tên. Vị trí hậu vệ, chắc chắn rồi, chúng ta phải bổ sung. Chứng kiến một giải năm ngoái thì hàng phòng ngự của chúng ta đã tương đối tệ. Với đặc biệt là vị trí của Shawas. Và ở mùa hè năm nay thì chúng ta đã chia tay Sonny Spragley, trung vệ kỳ cựu. Và có thể chúng ta cũng sẽ chia tay luôn Shawas. Và mình sẽ phải bổ sung hai trung vệ chính mà mình tin tưởng đó là Bela Kochap và Eric Bailly. Tuy nhiên thì có lẽ Bela Kochap là đá ngon hơn Bailly rất nhiều. Bailly đá quá tệ luôn ấy. Bailly nó đá ở tầm trung bình thôi, không quá hay, cũng thực sự là tệ, để mà nói tệ thì cũng không hẳn anh em ạ. Rồi thì ở đây mình đã scout ra 6 cái tên ở vị trí trung vệ.
Đầu tiên đó là Mark Cuban từ Watford, Tuta từ Fulham, Nathan Ake từ Man City, Daniel Carmo từ Wolverhampton, Mohamed Salisu từ Manchester United và Patrick Strike từ câu lạc bộ Southampton. Thì trong hai cái tên này thì OVR ngon nhất đang là Salisu này. Hôm nay 83 nhưng mà giá trị chuyển nhượng là 39,5 triệu euro anh em nhé. Tiếp tục đó là Mark Cuban thì là 29, Tuta đó là 27, Nathan Ake 17,5 triệu, Daniel Carmo thì 32 triệu, Patrick Stray đó là 28,5 triệu. Thì ở đây mình thấy cái thanh niên Tuta này anh em này, chỉ số xanh mướt mượt mượt luôn anh em ạ. 25 tuổi người Brazil thôi. Mình nghĩ là mình chốt thanh niên này 27 triệu euro anh em ạ. Và nếu như anh em cảm thấy nó vẫn chưa đủ thì mình có thể sẽ sắm thêm một trung vệ nữa. Chúng ta có tiền mà, việc gì mà chúng ta phải đắn đo đúng không? Chúng ta lớn rồi, bây giờ chúng ta có thể chọn luôn cả hai mà, đúng không anh em? Rồi, bây giờ 27 triệu đúng không? Bây giờ mình sẽ offer giảm số một chút đi. À, có thể là chúng ta sẽ thử đổi cầu thủ đi. Bây giờ chúng ta đang thừa mà. Chúng ta sẽ thử đổi trung vệ. Ồ, như vậy là anh em có thể thấy này, chúng ta chỉ có duy nhất 4 trung vệ nữa thôi. Như vậy thì trung vệ John Sloan cũng đã chia tay chúng ta rồi. Sorry nha, mình quên cập nhật trung vệ Sloan cũng đã chính thức chia tay chúng ta. Như vậy chúng ta phải bổ sung hai, ít nhất là hai trung vệ. Thử đổi tiền đạo thì không được, tiền đạo cánh cũng không được lắm, hậu vệ biên thì không, tiền vệ đi, tiền vệ thì cũng không có quá nhiều cái tên ngon đâu. Thế bây giờ mình sẽ không đổi, trả thẳng luôn. 25 triệu. Ít hơn 2 triệu đô với giá gốc của Tuta. Wow, anh em có thể thấy 36 triệu 600 ngàn euro. Cùng với đó là nếu như bán một này trong tương lai, Fulham muốn nhận 5%, 36,6 triệu euro anh em ạ. Cho đi 37 triệu euro đi. Quá chát anh em ạ. Quá chát. Nhưng mà cái vấn đề là cái triển vọng của Tuta nó rất lớn anh em ơi. Đội ngũ sở cao đánh giá Tuta rất rất ngon luôn. Bây giờ mình sẽ thử offer một hướng khác, đó là đổi cầu thủ. Mình sẽ quyết định gán Shabazz. Cùng với đó giảm giá trị xuống. Hiện tại giá trị của Shabazz là 8.500.000 euro. Thì bây giờ mình sẽ cho 24 triệu cùng với Shabazz. Và cái chấp nhận cái Seon Cloud luôn, giá bán trong tương lai. Mình sẽ xem phản ứng của huấn luyện viên Marco Silva sẽ như thế nào. Như vậy là thành công. Shabazz cũng thực sự là không làm hài lòng nhiều anh em. Mình quyết định gán trong thương vụ này. Ngon anh em ạ. Chỉ số rất ngon luôn. Chỉ số xanh 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 luôn. Xanh lè luôn ấy. Thì không tin nổi là tại sao một thanh niên với cái tên là Hoắc như thế này lại chỉ số ngon như vậy. Tất nhiên rồi, với hợp đồng có thể coi là bom tấn như thế này thì chắc chắn sẽ là Corico với vai trò của Tuta trong đội hình cao nhất luôn. Tiếp tục sẽ là 5 năm. Và tất nhiên rồi, sẽ ẩn cái phí phá vỡ hợp đồng đi. Chúng ta sẽ không để phí phá vỡ hợp đồng đâu. Đội bóng nào muốn mua thì phải thương thảo trực tiếp. Bonus đúng không? Hiện tại lương của Tuta nó 69.000 euro. Mình sẽ cho lên thành 70.000. Bonus thì là 100 đấy. Thử nhá. Ok, như vậy là thành công luôn. Chúng ta sẽ có được tân binh thứ hai ở mùa hè năm nay, đó là trung vệ Tuta từ câu lạc bộ Fulham.
chúng ta sẽ mang áo số 4 luôn. Rồi, như anh em đã nói thì như chúng ta đã biết, chúng ta đã mất Shabazz bây giờ và cả Sonny Bradley và Sloan nữa. Bây giờ thì hàng phòng ngự của chúng ta có 4 người, đúng không? Đó là Pelakotchap, Tuta, Bailey và Pedro Gomez. Thì nếu như bí quá thì mình có thể sẽ sắm thêm một trung vệ nữa anh em nhé. Đấy, ok, thì tạm thời gạt qua cái trung vệ đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vị trí tiền đạo. Vị trí tiền đạo, tiền đạo thì Larsen quá hay rồi. Chúng ta có Larsen, đúng không? Cầu thủ này đã có cho mình tới gần hơn 30 bàn thắng ở trên tất cả mọi đấu trường. Riêng với giải Hoàng Anh thì cầu thủ này đã có cho mình 31 bàn anh em ạ. Và cùng với đó đoạt danh hiệu vua phá vừa lưới luôn. Đấy, thì tuy nhiên để có sự backup cho Larsen, chúng ta hiện tại đang có Tachie, nhưng tiền đạo này thực sự quá phế. Và gần như là để được đánh giá là hài lòng hay không thì câu trả lời là không. Thế này mình đã sở cao hai cái tên ở vị trí tiền đạo, đó là Evan Ferguson của Brighton và Nicolas Jackson từ Chelsea. Thì trong trường hợp này thì mình khả năng thiên về Evan Ferguson hơn. Đấy, mình sẽ thiên về Evan Ferguson luôn. Còn thanh niên Jackson này thì cũng chưa biết như nào, sẽ đi gắn 24 tuổi Ferguson đi. Cũng chưa biết giá trị chuyển nhượng. Jackson thì cũng chưa biết giá trị chuyển nhượng. Bây giờ mình sẽ thử mua với Evan Ferguson anh em nhé. Rồi. Giá trị chuyển nhượng à? Bao nhiêu anh em nhỉ? Từ 12 triệu đi. Mình cứ mơi được thôi. Thì các bạn mình cũng biết là giá trị chuyển nhượng của ông là bao nhiêu hết. 12 triệu euro đi. Khả năng mình sợ là Brighton sẽ từ chối đấy. Ồ. Như vậy là chấp nhận luôn. Chim bóng biển đã quyết định đồng ý giá trị chuyển cái lời đề nghị 12 triệu euro của tiền đạo 20 tuổi này. Cái vấn đề là hợp đồng của Ferguson với Brighton chỉ còn 1 năm anh em ơi. Rồi. Sporadic luôn. Ok. Hợp đồng sẽ là 5 năm. Những cầu thủ nào dưới 25 tuổi thì mình sẽ cho 5 năm anh em nhé. Ok, không có cái phí pháp hợp đồng này. Lương ok luôn, chấp nhận luôn. Chúng ta muốn giải quyết sớm luôn. Ok, chúng ta sẽ có được tân binh thứ ba, đó là tiền đạo trẻ 20 tuổi Evan Ferguson từ Brighton & Hove Albion. Brighton cũng đã xuống hạng ở mùa giải vừa rồi, nên là Ferguson cũng đã xác định chia tay để có được tiếp tục thi đấu tại ngoài ngành. Ok, như vậy chúng ta đã có được 3 tân binh, thủ môn, trung vệ và tiền đạo rồi. Bây giờ sẽ là hai vị trí còn lại, đó là vị trí tiền vệ và vị trí tiền đạo cánh, tiền vệ trái cánh đấy. Thì ở vị trí tiền vệ hiện tại chúng ta có Ricores, có Ali, có Fred, có phần nào đó là Popiris, đúng không? Tuy nhiên thì mình cũng không phải làm lắm, mình muốn dày thêm đội hình cơ, nên chúng ta phải mua thêm anh em nhé. Vị trí ấy mình đã scout ra để tự mình sẽ lọc nó cho nó dễ tìm. Đây cái đây mình có Bentaker này, Kevin Sudam này, Yassin Akdi này, Elias Moriba này. Đấy là những cái tên ở vị trí tiền vệ với trung tâm đấy. Thì ở đây với Bentaker và Sudam thì hai cái tên này mình đã scout ở mùa đông vừa rồi, còn hai cái tên còn lại là Yassin Ali và Moriba thì mình vừa scout ở đây. Thì với Ali thì giá trị chuyển nhượng của thanh niên này là 35 triệu euro. Kevin Thuram là 44,5 triệu euro. Bentaker nó là 36,5 triệu euro. Trong đó cái thanh niên còn lại đó là Moriba này chưa biết là bao nhiêu này.
Thanh niên này hiện tại chỉ số cũng tương đối là ẩn này. 22 tuổi anh em ạ, thử mua nhá. Chúng ta sẽ làm việc với AP Leipzig. Hiện tại thì ngân sách của chúng ta còn 82 triệu euro thôi. Ok, bây giờ như nào đây? Chúng ta sẽ phải xem tính toán kỹ càng với thương vụ này. Đấy, anh em đợi mình một chút, mình phải tính toán anh em ạ. Tính toán kỹ càng đấy, đau đầu đấy. Chúng ta sẽ quyết định dốc vào bao là 80 triệu euro, đúng không? Tức là hiện tại nếu như chúng ta dốc 80 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng năm nay ấy, thì chúng ta sau khi mua xong thì chúng ta sẽ chỉ còn 44 triệu euro nữa thôi. Đấy, mình vừa tính toán một chút. Bây giờ chúng ta sẽ thử offer cái thương vụ này. Mình sẽ để tầm khoảng 6 triệu euro cho cái tên Moriba này, để xem Leipzig sẽ có động thái như thế nào. Như vậy họ đã từ chối, họ cho rằng tốn thời gian và không nghiêm túc với thương vụ với cái tên Moriba. Như vậy chúng ta sẽ gạt qua cái thanh niên Moriba này. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với Ali. Và Ali, Bentaker và Thuram, ba cái tên này thì giá rất là cao anh em ạ. Nhưng mà ngon nhất ở đấy chắc chắn là khi vẫn Thuram rồi. Mà thanh niên này giá trị lại 44,5 triệu euro cơ. Ali này thì 35 triệu này. Mà giá 24 tuổi người Pháp. Bentaker thì lại 36,5 triệu euro, 28 tuổi. Ok, chúng ta sẽ sắm cái tên Ali đi. Ngon nhất, rẻ nhất rồi đấy. 24 tuổi là rẻ nhất rồi đấy. Rẻ nhất trong ba cái tên mà chúng ta sờ cao ra đấy. Làm việc với câu lạc bộ Brentford, với huấn luyện viên Thomas Frank. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái phương án nào thử đuổi cầu thủ đi. Đuổi cầu thủ, bây giờ tiền vệ thì cũng không có cái tên nào để đổi. Tiền cánh thì cũng như vậy. Hậu vệ biên thì cũng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ offer luôn 30 triệu cho Yassin Ali. Watford muốn ở chắc hơn là Brentford muốn 45,9 triệu euro anh em ơi. Nó sẽ vượt luôn cái ngân sách mà chúng ta chi ra. Ngân sách gốc ấy, nếu mà chúng ta chi 80 triệu euro ấy, nó phải là 44 triệu euro chứ không phải là 36 triệu euro đâu. Nó đang vượt quá ngân sách mà chúng ta chi ra rồi. Càng đấy, quá càng luôn. Bây giờ mình sẽ offer một cái giá khác. Giá này thì nó thực sự quá hảo diệu luôn. 31 triệu rồi. Ok, như vậy thì Brentford sẽ chờ đợi. Như vậy là không anh em ạ. Đội bóng này vẫn kiên quyết 45,9 triệu euro. Chúng ta sẽ tạm thời end negotiation nhé. Quá phi lý, quá phi lý cho cái tên này, quá đắt. Nên là thôi, em chim cúc thôi. Ok, bây giờ tạm thời chúng ta quên đi hai cái tên đấy. Bây giờ còn Thuram và Bentaker. Cái Thuram này cũng đắt lắm anh em ạ, không rẻ đâu. Bentaker thì 28 tuổi cũng đắt đấy, 28 tuổi nó cũng đắt, 36 mà. Đây này, 36,5 triệu đô này. Chúng ta thử mượn đi, người ta không mượn được. Mượn với Thuram cũng không mượn được. Ok. Như vậy thì tạm thời với vị trí tiền vệ mình sẽ quyết định sau anh em nhé. Quyết định sau. Bây giờ đến chạy cánh đi. Thì chúng ta đang có Takubo. 51,7 triệu đô anh em ơi. Kubo có giá trị từng đấy đấy. Mượn đi. Anh như vậy là không mượn được.
Như vậy là Kubo khó mua anh em nhé, giá quá ảo, giá quá cao luôn. 51,7 triệu đô là cái phí phá vỡ hợp đồng với tiền vệ người Nhật Bản như thế này. Vậy chúng ta sẽ tạm thời vứt luôn Kubo anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu 30. Mình sẽ quyết định mượn. À không, vậy mua luôn đi. Câu Palmer chỉ có giá trị chuyển nhượng là 12,5 triệu euro này. Mua luôn. Câu Palmer mùa giải năm 2 đã thể hiện phong độ tuyệt vời rồi. Và chúng ta cũng đã thấy được thực lực của Palmer. Thì việc gì mà chúng ta không mua luôn, mua đứt cái tên này đúng không? Ok, offer transfer fee 12 triệu. Đúng luôn với những gì mà Manchester City cần. Thì phá vỡ phí chuyển nhượng của Cole Palmer. Họ như vậy là Man City muốn 12,7 triệu euro cùng với cái phí bán trong tương lai hoa hồng nhận được là 3%. 12 triệu. Nó nhiều, ít thì 12 triệu. Rồi cái Edison mình sẽ tăng lên thành 4%. Được không? Ok. Rồi, chúng ta sẽ có câu Palmer. Chúng ta chính thức có câu Palmer luôn chứ không phải là mượn nữa. Câu Palmer sẽ trở thành cổ thủ chính của chúng ta luôn. Rồi. Câu Palmer cũng mong muốn đến với Wigan Town anh em ạ. Sẽ là Everton luôn, câu Palmer sẽ là cổ thủ. À không, chính xác hơn là mình để là Everton cũng được, Grico cũng vậy, không khác gì nhau đâu. 5 năm, chắc chắn là như vậy rồi. Chắc chắn sẽ là không có phí phá vỡ hợp đồng nhá. Chắc chắn là như vậy. Lương à, lương hiện tại của Palmer là 84.000 à. Mình sẽ cho 80.000 thôi. Bonus là 130.000. Ok. Chúng ta sẽ có tân binh thứ tư, đó là tiền vệ Cole Palmer từ Manchester City với bản hợp đồng mua đứt. Rồi ok anh em ơi, quay trở lại nào. Vừa đây mình vừa nhận một email email đến từ Cavalero. Thì câu lạc bộ Crystal Palace đã quyết định phá vỡ hợp đồng của Cavalero với Wigan Town. Họ đã chấp nhận chi ra 4.550.000 euro để có được Cavalero anh em nhé. Như vậy chúng ta đã chính thức mất Cavalero rồi. Bây giờ tất nhiên rồi, chúng ta phải mua sắm thêm vị trí chạy cánh thôi. Ở vị trí cánh trái thì ngoài Guisa thì có thể phần nào đó là Popirit cũng có thể đá được, nhưng mà mình sẽ sắm thêm anh em nhé. Đấy, thì đây là cái hậu quả của việc thêm cái phí phá vỡ hợp đồng vào trong thỏa thuận cá nhân anh em nhé. Cái này mình đã khắc phục ở những bản hợp đồng gần đây rồi, nên là chúng ta sẽ tương lai chúng ta sẽ không lặp lại với cái điều này đâu anh em nhé. Ok anh em ơi, chúng ta đã mất Cavalero về tay của Palace thì rất nhanh chúng ta có cái tên thay thế liền. Một cái tên mà đội ngũ sơ cao cũng vừa gửi về cho mình. Đó là tiền vệ Kevin Grant từ câu lạc bộ West Bromwich Albion. Chúng ta sẽ làm việc với đội bóng chủ quản, không phải là Kevin Grant đâu mà nó là Callum Grant, 27 tuổi. Thì mức phí chuyển nhượng của cầu thủ này đó là 11 triệu đô. Chúng ta sẽ chấp nhận luôn. Nó sẽ để 10 triệu đô đi cho nó tròn. Như vậy thì West Brom muốn 10.700.000 euro. Ok luôn. Như vậy chúng ta sẽ có sự thay thế Cavalero. Bây giờ chúng ta sẽ đến thỏa thuận cá nhân thôi.
Rồi thì với Kyla Grant thì cuộc này sẽ là important. Như vậy là muốn Kuriko à? Ok, chấp nhận luôn Kuriko luôn. Mùa giải năm nay chúng ta sẽ quay về với sơ đồ 3 tiền đạo anh em nhé, 4-3-3 luôn. Ok, thì hợp đồng sẽ kéo dài trong vòng 4 năm đi. Sẽ không có cái phí phá hợp đồng đâu nhá, chắc chắn là như vậy rồi. Lương hiện tại của thanh niên này là 56.000, mình sẽ để tầm 50.000 thôi, bonus lên thành 100.000. Ok, chúng ta sẽ có được tân binh thứ 5, đó là tiền vệ tiền đạo cánh trái Kalen Grant từ câu lạc bộ West Bromwich Albion. Là đang mua sắm vô cùng mạnh mẽ anh em ạ. Đấy rồi, chúng ta sẽ chính thức chia tay Cavalero. Cavalero mùa giải năm ngoái cũng đá khá hay và cũng là đối tác ăn ý với Lasen ở giai đoạn lượt về khi mà chúng ta quay về với sơ đồ 2 tiền đạo. Rồi anh em ơi, bây giờ mình đang nhận một cái đề nghị đến từ câu lạc bộ Sassuolo với tiền đạo số 1 của chúng ta mà giải vừa qua, Jorgen Larsen, với phí mà đội bóng này muốn có đó là 35 triệu đô để có được Larsen. Anh em thấy đấy, mình đã rất khôn khéo và cùng với đó là có những sự góp ý, comment từ anh em thì đó là ký hợp đồng sớm với Larsen. Và bây giờ anh em có thể thấy, nếu như thời điểm đấy mình không ký hợp đồng mới với Larsen, cùng với đó là mình không ẩn cái phí phá vỡ hợp đồng đi, thì khả năng là chúng ta mất Larsen rất là cao đấy. Thời điểm đấy thì cái phí phá vỡ hợp đồng mình đã ký ở thời điểm mua Larsen ở đầu mùa giải năm ngoái đó là 25 triệu đô anh em ạ, 25 triệu đô đấy. Nếu như mà mình không ký ở hợp đồng mới đây thì có lẽ chúng ta đã mất trắng Larsen rồi, mất một cách oan nghiệt như cách mà chúng ta đã mất Oscar Estupiñán. Thì bây giờ tất nhiên rồi, chúng ta sẽ reject thương vụ này. Câu trả lời là say no anh em nhé, chắc chắn là như vậy rồi. The fans have waited and wondered, would it happen? Now it has happened. Now it's all about his debut. Rồi sau khi mà chúng ta đã tích cực tham dự, tích cực mua sắm trên thị trường nhượng cho là khuấy động, bây giờ chúng ta sẽ bước luôn vào trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay. Và đây là trận đấu giao hữu anh em ạ, giao hữu tiền mùa giải, và đây cũng sẽ là trận đấu mà mình sẽ cho ra mắt những tân binh. Đó là thủ môn mà chúng ta đem về này, tiền đạo Ferguson này đấy, rồi là trung vệ Tuta này đấy. Hợp lý này. Cố Bám ơ. Đây là đường ra bán Anh Sơn. Cố Bám ơ. Không được. Đường chuyền dành cho Ferguson. Không được. Và thoát xuống của tiền đạo người Iceland. Và cắt bóng đến từ Tuta. Với Chan Chao Rê. Nguy hiểm. Và cứu thua của thủ môn tân binh chúng ta đem về. Đánh đầu. Bóng đang ở bọn trong đôi tay của Nicolas rồi. Nguy hiểm. Dứt điểm. Và cứu thua của Nicolas. Rất nguy hiểm. Và phá bóng của Ricores vô tình trở thành đường kiến tạo. Và 1-0 dành cho Osasuna. Đội bóng Tây Ban Nha đã mở tỷ số. Một pha dứt điểm rất nhanh đến từ cầu thủ mang áo số 21. Bám ơ. Đấy rồi.
Ferguson vẫn chưa có bàn thắng dành cho tiền đạo này. Hai cơ hội đối mặt nhưng tiền đạo này lại dứt điểm không chính xác cả hai. Rồi, đây là Grant này. Và chạm bóng đầu tiên của Grant, đường chuyền dành cho Ricoret, không được. Bóng được đẩy dành cho Balotelli, quả tạt của Balotelli vẫn không vào. Cơ hội dành cho cao thủ Osasuna như vậy là 2-0 rồi, không có lối việt vị của Neil Maupay. Tiền đạo người Pháp đã nâng tỷ số lên thành 2-0. Quy Thần Thao thường thi đấu rất tệ ở những trận đấu tiền mùa giải. Để chuyền dành cho Ferguson. Ferguson và dứt điểm ngay của số 11 Anderson. Đây rồi, bàn thắng đầu tiên. Và cuối cùng thì Ferguson cũng đã ghi bàn. Tiền đạo 20 tuổi cuối cùng cũng đã lập công ở trận đấu này. Một pha phối hợp chuẩn chỉ của đội bóng áo vàng. Pha trồng biên của De Zavan Anderson khá căng ngang vào, nó vừa tầm. Và pha chạy chỗ của Ferguson cũng rất chất lượng. Bấm trở lại với các thủ Huy Tân. Ferguson, đấy rồi. Cole Palmer. Hai đều. Chúng ta đã gỡ hòa rồi. Nó phải là như vậy. Hiệp 1 chúng ta vô duyên bấy nhiều. Vô duyên bao nhiêu thì hiệp 2 chúng ta đang có duyên bấy nhiêu anh em ạ. Lần này thì người kiến tạo cho Palmer đó là Ferguson. Và pha dứt điểm của thần đồng bóng đá Anh cũng rất chất lượng. Palmer, Ricoles, đây rồi. Ferguson và 3-2. 3-2 rồi anh em ơi. Cú đúp cho Ferguson, màn ra mắt ấn tượng của tiền đạo này. Hiệp 1 chúng ta đã chửi bao nhiêu thì bài Ferguson lại thăng hoa bấy nhiều. Chúng ta đang có hai tiền đạo rất chất lượng đấy, đó là Larsen và Ferguson. À, mất bóng của Ricoles nguy hiểm quá. Cú đá cuối cùng đến từ Morgan Skipway. Grant, Ferguson có hat-trick hay không? Ferguson không được. Thế giờ nào, đến bóng lên cho cầu thủ Osasuna. Đây là Sorona, đây là Duro. Máu pay này nguy hiểm quá. Như vậy là 3 đều dành cho Osasuna. Chúng ta đã đánh rơi điểm trước đội bóng Tây Ban Nha, rất tiếc. Và phản công rất hay của đội bóng đến từ Tây Ban Nha. Hết giờ. Nó đúng với một trận đấu giao hữu. Nhiều bàn thắng, cảm xúc đem lại cho người hâm mộ. Và ok như mời tập thứ 60 trong series xây dựng đế chế cùng với Huden Joseph Quinio cũng đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo của kênh. Yeah, that was a good performance, but then I wouldn't expect anything less. That was a 7 out of 10 display today.